Mình chào tất cả mọi người của kênh Sài Gòn Phố. Tại vì mình đang đi trên đường ấy, chợt thấy ở chỗ này mọi người có bán hải sản thì mình thấy trưng rất là đẹp luôn mọi người. Mình thấy rất là nhiều các loại hải sản, rồi ốc này kia nọ, nên bây giờ mình ghé mình quay cho mọi người nè. Và qua ha. Cái này bán sao vậy? Này 150 ba con. Ê 150 ba con là cua lớn. Con này 100.000 ba con. Tôm hùm này 100.000 con. Này 200 ba con. Càng thì 60.000 một lạng. Ốc tỏi con lớn 40, con nhỏ 30. Còn toàn bộ là 50.000 dĩa hết. Dạ. Còn cua gạch đó, hai càng á là nhiêu con chị Tư? 100.000 con. Nó có hai càng luôn, cua gạch đó. Ở đây mấy cái này là 50.000 dĩa, ốc nồng 50 hết. Dạ. Mình chế biến cả tổ là chế biến. Dạ. Chế biến luôn. À. Cua bự đây nè ha. Càng cua thì 60.000 một lạng. Wow, càng cua. Càng cua bự quá. Càng mau. Cái này là mình luộc lên rồi nên có màu. Luộc lên để mình chế biến mà. Dạ. Trời ơi màu quá trời đẹp luôn. Ở đây nè, có tôm nè. Tôm hùm. À tôm hùm Barbie. Cua. Cua này quá trời nhiều luôn, chân rất là cao luôn nè mọi người. Đó. Ở đây thì giờ chế biến sẵn hết luôn nha. Chế biến muốn tôi nướng bơ, muốn nướng cua mai gì cũng có hết á. Dạ. Sao chiều rồi đó. Mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 4 giờ, giờ này dọn ra là mới dọn ra đó. Dạ, 4 giờ đến tối luôn. Dạ, tối 11 giờ luôn. Đó mọi người, bây giờ đậy lên rồi ha. Để cho nó bứt rùi thôi chứ không có gì hết. Ốc này làm gì vậy? Cũng vậy luôn, anh muốn xào gì xào à. Mấy ốc là anh xào gì xào. Ốc này tỏi luôn đi. Anh xào tỏi anh hai? Xào tỏi. Hương tỏi này tỏi tay không? Ông muốn tay xào mì nữa. Với lại sò điệp bơ. Nướng bơ không ai? Phu mai có nhiều cái hương ăn nha chị Tân. Tùy theo mọi người lựa chọn hả? Ba. Mình thấy đặc biệt nhất là cái to, cái xua này kia á. Trời ơi, nhìn rất là đã chứ rất là nhiều. Cô nói là ba con là 100 mọi người. Đó, ở từng giá một thì mình đã có để ở đầu clip hết rồi. Mọi người có thể là tham khảo ha. Một con ốc tỏi nó cũng quá trời to luôn. Dạ. Ốc này 150 ba con, 100 ba con. Cô gặp 100 con. Nói chung bỏ má thôi mà cứ theo ấy cứ chạm. Mốt chú dẫn bán đây. Là bán hai nơi luôn chú hả? Ở bển thì mấy đứa con có bán. Dạ. Ở chú mới chúng ra cái bốn xe luôn. Dạ. Ở đâu luôn chú? Ở đây là ở cái 6 thì 8 bán là hai xe ở Bùi Viện và đây mà biết là bán được không? Dạ. Bán giá thì em ơi. Là mình cũng trưng bày giống trang giống vậy luôn. Dạ. Chế biến luôn vậy đó. Dạ. Có nhà chị đang bán là người pha là tự nhà làm giá này cũng bán được bán đây rồi dám nhận đi đâu bán là đúng cũng rồi cho hai em ăn gì làm luôn. Gạch làm gì em? Xào me luôn phải không? Dạ, hãy xào me em chưa chưa đi. Có tại là gạch bán ăn lúc này là không có dám cho mọi người không? Này gạch. Lúc trước thì cũng cho mọi người mà giờ không có dám cho mọi người. Thủ ngon quá hè. Đừng quay mặt nha. Dạ. Sợ lắm đó. Đứa nợ nhiều quá không dám cho quay à.
nhỏ thì cái lớn 350, nhỏ 350. Cái hộp tròn nhỏ tiên. Hộp tròn nhỏ. Tròn nhỏ nào đâu? Cô thịt hả chị? Ba cô gặp thảo gì vậy? Ba cô ba mẹ đi mẹ phải không? Rồi làm luôn. Con tôm này là sao cô? Nó con nhỏ 203 con lớn 100. Ba có mấy con nó hơi nhỏ quá thì bán anh 4 con. Không mỗi em làm cái này nhậu trước ba con trước hai người à. Mai một cái gì nghe tới. Địa chỉ như cô? 055 của trong khu sạn cứ chạy thẳng vào. Mọi người chạy thẳng gần đến thấy cái chung cư rồi mọi người thấy cái chung cư. Đó, thấy cái chung cư đằng kia ha, là cái chỗ này chung cư xa xa đó. Thì là khoảng này thì cô chân khoảng 4 giờ là cô chân ra rất là nhiều, đi ngang là mọi người đã thấy liền luôn. Thank you.
khó tính lắm. Hồi đó giờ chú để vậy hả? Dạ. Cái đó hả? Dạ cái ít rồi chú. Ăn cay dở. Ngay đường Đề Thám luôn hả? Bữa nào con ghé con Đề Thám là gần cái cầu Phúc Võ Văn Kiệt á. Đó là số 6 Đề Thám. Dạ. Số 6 Đề Thám là con biết hả? Mấy cầm mấy cầm. Tại tụi con ở trong đó dạ, thường cũng đi quay gần gần khu vực đó. Để bữa nào con ghé ăn thử. Mà ông già nó cũng nghỉ. Dạ. Chắc cũng phải qua 15 thì chắc bán rồi đó. Thì qua 15 thôi bán. Nào chính phủ ra lệnh cho bán thì nó bán chứ không bán đó công an nó có hố nó cũng đuổi rồi. Mấy ngày mà về đây thì bán cũng ok một chút cũng được á. Tại xóm này con thấy chắc cũng ít đó hải sản hả, ngoài đường kia có bán nhiều. Bao lâu là mình mới xong, mình khi nào nó mới được chút hả? Bao khi nào nó mới được cái này này nó đơn giản rồi nó ấy lắm, tại vì mình muốn cho nó sắc cái nước lại cho nó kẹo kẹo với nó ngon á, phải cho nó sắc thì nó ngon hơn, nó có thấm vô. Dạ cái nguyên cái này bây giờ thì thời điểm bây giờ thì nó hơi vắng này chứ nào ai lâu chút chứ ấy là chứ đâu có đổi nước hoa gì. Dạ. Đổi là vừa ấy thôi nhưng mà tại vì không có ăn đầu tiên với phần mà già giờ này còn vắng á. Dạ. Chứ tối tới lòng tầm 7 giờ khoảng lối 8 giờ mà khách mà nó lại một người rồi bắt đầu nó bu lại ăn là không kịp ha. Ừ, chợ mình phải giải tỏa cho đi ra bớt ngoài đứng ngoài ngồi ngủ khúc khúc thì chứ đâu có cho vô tập trung ở đây là đông quá đông rồi. Mấy cái nước chấm này là ở nhà cô chú làm luôn chứ mình bắt đầu để vô rồi cái này, ở nhà chờ... Để làm xong rồi bắt đầu ra là để lên xào nè. Dạ. Khách nó ăn gì xào nè. Ra để mà làm cái đó là không kịp đâu. Đâu có ai bán như tiện một xíu hay là mì này kia ta tự ấy. Dạ. Phải con hai vậy mà không kịp luôn á. Dạ. Nãy là lại lại là cái đông đông rồi. Dạ. Sao nào không kịp tại vì dạ, ở đây có nói chung là ta ăn cơm mà dài dài vắng chứ ta nói. Dạ đúng rồi. Bây giờ chiều còn ăn cơm á. Tối cái bù miệng. Mọi người, mình về nhà và mình gỡ cái món cua của mình lúc nãy mình vừa mua ở chỗ bên đường Trần Xuân Soạn á mọi người. Đó. Ở đây là có ông cua, chắc là quán này lúc mà bán ở ngoài phố đi bộ lộn xin lỗi bán ở ngoài Bùi Viện á, là tên ông cua quá, liên hệ đặt ốc và cua, có số điện thoại trên đây ha. Mọi người mình để ở đây cho mọi người dễ thấy ha, có số điện thoại nha. Nếu mà mọi người cần ăn hay đặt cua gì đó mọi người cứ liên hệ số điện thoại này nha. Ở đây mới là số điện thoại của quán nha mọi người. Còn á, cái số điện thoại á mà mình để liên hệ Sài Gòn Phố có nghĩa là của kênh mình. Muốn mà liên hệ hợp tác cái gì đó thì mọi người cứ liên hệ qua đó. Tại vì á có nhiều, rất là nhiều các bạn á mà khi mà gọi đến mình á thì mình cũng nghĩ là quá nhiều bạn thì mình cũng không có tiện nghe nhiều quá. Tại vì á chỉ hỏi mấy cái chuyện là địa chỉ ở đâu hoặc là bán giờ nào thì nó cũng khó cho mình đó mọi người. Cho nên là mọi người nếu mà muốn thì hãy xem clip, địa điểm và thời gian thì mình đã để dưới cái phần mô tả rồi. Còn số điện thoại thì nếu có là mình sẽ hỏi ngay trong clip, mọi người chỉ cần coi clip thôi. Rồi ok, trời ơi nhìn ngon quá. Đây, một con cua này nha, giá 100 ngàn á mọi người. Ở đây thì sẽ sốt với me. Mọi người thấy ha, coi trong clip thì lúc nãy mình cũng đã có quay cho mọi người rồi đó. Đây là cua gạch nha, mọi người thấy rất là rõ ha, rất là nhiều gạch ở bên trên luôn. Đó,
gạch ở đây cho mọi người xem luôn cái chất lượng con cua thế nào. Đó, cua gạch ha. Cua gạch này, con này chỉ có với giá là 100.000 thôi mọi người, chế biến sẵn luôn là 100.000. Bán ngang nha mọi người, tính con 100.000. Nếu mà mọi người muốn ăn cua nhỏ hơn thì là ba con sẽ là 100.000. Mình cảm nhận được là cái sốt đó, nêm thì vừa miệng nè, có cay nhẹ, xong rồi hơi mặn và hơi ngọt một xíu, làm cho cái món mà mình cảm giác mình ăn không như thế này á cũng khá là ngon và tròn vị á mọi người. Ở trên này cái cua béo cực kỳ luôn. Ở đây thì còn có bán ốc nữa, mọi người thấy phần đầu mà mình đã quay á, các loại ốc luôn, có thể chọn lựa ha. Trung bình thì tầm 50.000 thôi, được chế biến sẵn luôn á mọi người, không xính cái tiền phí chế biến đâu. Rồi mình sẽ tạm thời kết thúc video ở đây để mình ăn tiếp cái con cua của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.